anh không soạn giáo án, em chẳng còn giảng thơ, mà đời như chấp cánh, như bay trong mơ. Nhìn bà Lê Thị Thanh Xuân ở Nội Lễ, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên, rạng rỡ, vừa làm bếp, vừa đọc thơ, ít ai biết rằng mới vài năm trước, bà đã trải qua những năm tháng đen tối nhất trong cuộc đời vì suy tim nặng do hở van tim, rối loạn nhịp tim. Kể về quá khứ bệnh tật của mình, bà cho hay. Tôi từ năm 14 tuổi thì đã phát hiện thấy mình đôi lúc xúc động nó có bị ngất đi. Thế nhưng lúc đó thì thanh niên trung sức là tôi không nghĩ gì đến bệnh tật cả. Thế vẫn vươn lên và làm việc. Thế trải qua quá trình làm việc xong tôi về hưu cách đây độ khoảng 10 năm thôi. Tôi thấy tự nhiên là tôi phù hết cả người lên. Ngồi cũng khó thở và nằm cũng khó thở. Tôi đi chợ từ đây ra đầu làng thôi thì tôi nhủn bùn rùn chân tay. Tôi cứ nghĩ là mình bị tụt huyết áp. Thì tôi uống cà phê và trà gừng nhưng tôi không thấy có đỡ gì cả. Và tôi về sau không ngồi được nữa thì đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thế lúc xuống bệnh viện huyện là đã bị phát hiện ra là suy tim độ 3-4 rồi. Tôi không mổ được. Bởi vì tôi bị hở hết cả van lá 2, lá 3. Hở hết cả động mạch chủ, động mạch phổi. Thế và còn mỗi cái nhĩ làm việc thì nó quá mức độ điên rồi. Thế cho nên là tôi đành phải sống theo thuốc. Lo lắng, sợ hãi, hoang mang là tâm trạng của bà Xuân khi đó. Nhưng may mắn, bà có một gia đình hạnh phúc. Sự quan tâm chăm sóc của chồng con đã giúp bà bình tâm hơn khi đối diện với bệnh trọng. Trong khi đó nhìn một số người cùng bị với tôi thì họ mất rồi. Tôi cũng hoảng hốt. Thế nhưng mà sau đó thì được sự động viên của các em, các cháu là bác sĩ. Lại được sự động viên của sự tận tụy giúp đỡ của các bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện tim mạch. Rồi tôi vào cả nhà tư của các bác sĩ để tư vấn. Thì tôi cũng hoàn toàn yên tâm. Tôi được nhà ông ấy trước đây là cũng không chiều tôi lắm đâu. Nhưng sau khi tôi mắc bệnh một cái là ông ấy nhận hết các công việc nặng nhọc. Cũng ưu tiên cho tôi và thường xuyên là thậm chí là bây giờ nhận hết cả công việc nấu ăn. Chỉ cho tôi, vì tôi đứng gần nửa là tôi mệt mà. Thế cho tôi nghỉ. Từ khi bị bệnh tim nặng, bà chỉ cầu mong bệnh không nặng lên để chồng con đỡ khổ. Chứ không dám mơ có ngày khỏe trở lại như bây giờ. Thế nhưng sau 3 năm mệt mỏi vì suy tim, may mắn lại một lần nữa đến gõ cửa bà Xuân. Khoảng năm 2013 tôi có một ông chú, ông cũng mắc bệnh tim. Ông ấy mách với tôi rằng là chị nên dùng ích tâm khang. Bởi vì chú cũng dùng rồi, chú thấy dễ chịu lắm. Thì bắt đầu từ đó là tôi lùng mua ích tâm khang. Tôi dùng cứ nếu đúng liều lượng của nhà sản xuất đấy. Thì tôi thấy tôi thanh thoát lạ thường. Nhưng đôi lúc người nhà quê là cũng tôi lương lậu có hạn. Thành ra là tôi cũng đôi khi mà tôi giảm liều đi tôi thấy mình đã khỏe. Và bản thân không phải là bác sĩ cho nên cứ nghĩ thế là khỏe thì tôi lại dùng rút đi. Rút đi thì một thời gian thì tôi thấy mình lại kém sức khỏe. Tôi lại phải dùng đúng liều. Và cứ đúng liều thì tôi thấy thoải mái. Chính thức tôi dùng đúng liều từ năm 2015. Đấy. Thì tôi thấy sức khỏe của tôi đến bây giờ vẫn ổn định. Tôi thấy đặc biệt là khi tôi dùng ích tâm khang tôi dễ chịu. Tôi không có hiện tượng ù đầu mà tôi không có hiện tượng đang đi nữa. Nó chóng mặt nữa, nó xây sẩm mặt mày nữa. Đấy. Có những lúc tôi phải vịn vào tường ấy, tôi phải vịn vào lần vào các cái đứng vịn rồi hoặc là đi là phải chống gậy. Thế nhưng mà tôi dùng ích tâm khang xong rồi tôi đi lại bình thường. Tôi đã quét sân rồi, tôi đã lau nhà rồi, tôi thậm chí là có những lúc mà bốn đứa cháu nó không có người tắm rửa thì tôi vào tôi tắm rửa cho các cháu. Tôi thấy sức khỏe tôi khỏe mạnh và tôi từ chỗ mà khó thở, không thở được, nằm không thở được, ngồi không thở được thì tôi đã quét được sân, tôi đã bê được nước lau nhà. Tôi đã làm được những cái thứ việc nhẹ nhàng ở trong gia đình. Và tôi cứ thế tôi lạc quan, trong khi đó các bạn của tôi có những người không dùng đủ thuốc, không dùng đúng liều thì đã ra đi. Nhưng mà tôi
Thực sự để cho tâm hồn thư thái và lạc quan thì tôi thấy là Ích Tâm Khang đã giúp cho tôi, mang lại cho tôi cuộc sống bình yên và an ổn. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ tăng cường chức năng tim cho người bệnh tim mạch. Sản phẩm đã được kiểm chứng lâm sàng và kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học toàn cầu của Canada năm 2014.